Hello, xin chào tất cả các anh em nhá, xin chào tất cả mọi người trên toàn quốc, xin chào tất cả mọi người xem kênh của mình đây. Thì hôm nay là mình quyết định nên tiếp cái clip này. Đây là một số cái mặt hàng mình chuẩn bị đây, nhưng mà mình cũng không để gọn gàng được, cho nên là mọi người sẽ theo dõi cái clip của mình đây để mình giới thiệu từng sản phẩm nhé. Hôm nay chính thức mình lên cái clip này để mình giới thiệu và bán cho anh em tất cả mọi người với cái giá thật là hữu nghị hơn trước, vì là mình trong cái một số thời gian gần đây mình cũng đang bán, nhưng bây giờ mình suy nghĩ lại là mình sẽ phải bán với cái giá cho tất cả anh em hợp lý hơn. Đấy, so với tất cả một cái các kênh khác họ bán trên thị trường, thì mình với cái mặt hàng của mình có thể bán với cái giá ưu đại hơn một chút để cho anh em có thể mua và phục vụ cho cái công việc của mình cũng như là cái đồ dùng trong gia đình. Đặc biệt là cái kênh của mình đây ấy, là mình có rất nhiều mặt hàng nhá, nó đa dạng quá. Đấy, có cả những cái đồ mà mình đang muốn mua mà trên thị trường không có thì có lúc mình cũng mua được nhá. Rất là đa dạng, mà nó là đồ dùng trong cả cái khu dân cư đấy, trong một cái khu dân cư rất rộng lớn của cả thành phố, thì tức là có khả năng nó rất đa dạng các loại mặt hàng nhá, từ những cái mặt hàng nhỏ nhất cho nên những mặt hàng lớn, ví dụ như là kể cả điều hòa cũng có đấy, nhưng mà mình không chuyên về điện lạnh nên mình không mua thôi. Điều hòa rồi bình nóng lạnh đây, như bình nóng lạnh đây đấy, bình nóng lạnh vẫn chạy được nhá. Rồi là loa này, loa đài này đấy, hộp điện này, rồi các đồ chế cháo này đấy, như siêu tụ, siêu tiếc đây đấy, ví dụ như thế. Đây là siêu tụ này, rồi là kể cả những mặt hàng lớn, rồi kể cả những cái bánh xe đạp điện này đây, rồi những cái motor phát điện, motor điện máy, quạt đây, quạt đây, rồi là bên này có quạt này đấy. Nói chung là rất nhiều các loại mặt hàng nhá, mình muốn để phục vụ cho anh em đa dạng đủ chủng loại thì mình đi sưu tầm để về cho phục vụ cho anh em. Đấy, thì bây giờ mình cũng chuẩn bị vào test và chuẩn bị giới thiệu từng mặt hàng cho mọi người xem nhá. Đấy, thế bây giờ mình để cái máy ở đây để mình chuẩn bị vào test. Đây nha, mình bắt đầu là vào giới thiệu từng chi tiết từng sản phẩm nhá. Mình cũng có thể là giữ nguyên cái giá, một số cái thì cũng có thể để nguyên giá, giá đã hữu nghị rồi. Cái thứ hai có khả năng mình điều chỉnh giá luôn đây nhá. Đây là cái sản phẩm nhất, là mình bán cái nguồn tổ ong này. Cái này là mình có của mình thì mình bán đi, bởi vì mình đang dùng nó, mình bán đi vì là bây giờ mình cũng mua được một số cái khác rồi. Thứ hai là mình dùng một cái ắc quy, mình mua thêm cả mấy ắc quy rồi đây, mình bán cái này đi nhá. Thế còn cái này mấy cái này thì mình cũng mua được cái này rất nhiều đây, các bạn anh em nhìn ở trước mặt kia, nhà nguồn máy vi tính này này, đây là cái này đấy, nó rất là nhiều nhá. Đấy, mình cũng có đây, ở cả dưới đây này đấy, mình cũng lấy được, có thể cái này mình còn thu mua được nhiều nữa nhá. Thế anh em nào có thể mà muốn mua để bán ấy, thì cứ alo cho mình sẽ lấy được nhiều lắm. Ở đây mình hay mới lấy được cái này, có những lúc lấy được mấy chục chiếc ấy, nhiều lắm. Thế nên là anh em nào có thể mua thì mình bán buôn, bán xỉ cho cũng lấy cho nhá, có thể giá thấp hơn cái này mình lấy xỉ cho nhá, giá thấp hơn cái này. Thế thôi, mình giới thiệu qua cái con sản phẩm thứ nhất là con số 1 là 80k, con nguồn này là nguồn tổ ong, con nguồn tổ ong con này là 10A nhá, con này 10A, điện là điều đầu vào là 220. Đây, đầu vào là 220 này. Đấy, 10A, đầu ra là 12V. Đấy, nên là cái này là mình đang dùng, nhưng bây giờ mình muốn bán đi để mình dùng cái khác, mà có thể mình bán thôi, mình giúp anh em. Thì hôm nay mình đã là
mình đã hứa với mọi người là bán thật rẻ, thì hôm nay mình bán bớt đi con này nó 70k thôi nhá. Mình bán thật là rẻ cho mọi người đi, 70k đi. Rồi, mình đã quyết định bán rẻ thì cứ quyết định bán rẻ cho mọi người nhá. Đây 70k nhá, con thứ nhất nhá. Nguồn tổ ong nhá. Bây giờ mình test cho mọi người xem luôn này. Vì là mình sẽ hứa bán thật rẻ thì mình sẽ phải làm, sẽ làm được cái việc đấy. Đây là mình cắm nguồn này. Cắm nguồn. Mình sẽ có một cái này để test cho mọi người này, có cái, mình có cái đây rồi. Có cái đây mình có đâu cái bộ cái phơi bóng bóng 12V để mình test cho mọi người xem nhá. Bóng 12V này là mình chế để mình dùng cái việc khác. Nhưng mà tiện ở đây thì mình sẽ test cho mọi người xem. Đây cái dây này là dây của nó, mình đấu sẵn một đầu rồi. Mình đấu sẵn một đầu rồi nhá. Đây cho mình cắm điện này. Cái này nó điện đóm lên cũng không thể. Đấy. Nó lên điện rồi. Đây nó lên điện này. Mọi người nhìn thấy xanh xanh không? Ok nhá. Bây giờ mình đấu điện vào đây cho mọi người xem này. Đây. Đấy. Mọi người nhìn đây đi. Đấy, sáng nha, bóng sáng chóe này. Đấy. Đấy. Đấy mình test thế thôi, mọi người biết không cần mất tiền tốn nhiều thời gian. Đấy. Con này tôi là cái sản phẩm thứ nhất là đây nhá. Ok, mình rút điện ra. Mình đến sản phẩm thứ hai này. Mình vừa nói là cái nguồn ADX này nhá, nguồn này của nó là hàng đây này, của nó cũng phải vào mấy trăm watt đấy nhá, của nó là 30A này, đấy nguồn điện nguồn A 30A đây, cho mình xem này. Nếu mà anh em nào biết rồi thì thôi, còn anh em nào mà chưa biết thì nhìn đây thấy mình giới thiệu chưa, con này là con 30A đấy. Mà nó từ có các loại dây của nó thì có các màu thì tương sự ứng với nhau là có 5V này, 3V 3 này, 12V này, trừ 5V này, trừ 12V này. Đấy, nói chung là nó có nhiều cái áp để mình dùng nhá. Thế cho nên là mình dùng 12V là cái dây màu vàng. Đây. 12V là cái dây màu vàng này. Với cái dây màu đen này là âm tính âm nhá. Đấy, còn dây màu đỏ là dây hình như 3V 3 này. Dây màu cam là dây 5V hay sao. Nói chung là anh em nào cần thì mình sẽ test cho, còn nếu không thì anh em về tự mò nhá. Mình chỉ test sống cho mọi người thôi. Tức là mình test thử một cái. Còn tất cả những cái kia, cái nào sống thì mình sẽ gửi bán, còn cái nào chết mình bán giá chết nhá. Đây, bây giờ mình test thử cho mọi người luôn. Cái này cắm điện vào đã. Này, cái nào cứ cắm điện là nó quay này. Quạt quay này là nguồn lên nhá. Mình sẽ đây đầu đấu điện là 12V đấu đây rồi. Mình sẽ đấu vào cho anh em xem. Tiếp theo này. Đó. Nguồn sống nhá. Như này. Cái này của nó 30A nhân với 12V thì 30A nhân 12V thì nó vào khoảng 360W nhá. Đấy cái nguồn ATX này này, nếu mà dùng ai biết mua mà dùng ấy thì nó sẽ rẻ hơn nguồn tổ ong nhá. Đấy mình giới thiệu qua thế để anh em nào mà không chưa biết mua, chưa biết dùng thì lên mua. Cái quạt này nó thỉnh thoảng nó kêu một tí này không ảnh hưởng gì đâu nhá. Nó chạy nó kêu một tí không ảnh hưởng gì cả. Có cái thường thường nó không kêu đâu. Cái này mình vừa cầm lắc thì nó sẽ bị chạm vào đâu đấy thôi. Cái con này là nguồn ATX là 55K nha. Đấy, mình sẽ xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Con số 2 nhá. Cái này để mình
để mình chế cháo thôi chứ mình cũng không bán đâu nhá. Cái này là mình đang chế cháo mà. Mà chế xong cái mô hình này thì mình sẽ, anh em nào đăng ký kênh của mình để xem cái, anh em xem cái sản phẩm này mình ra đời nhá. Mình đang thí nghiệm tiếp cái điện miễn phí và điện tuần hoàn này. Đấy, cho nên anh em nào muốn xem thì đăng ký kênh của mình đi để xem những cái sản phẩm của tiếp theo và cũng như xem những cái kênh hàng mình bán hàng tiếp theo nhé. Cái sản phẩm thứ hai rồi đến sản phẩm thứ ba. Sản phẩm thứ ba là cái gì nhỉ? Sản phẩm thứ ba để mình xem đâu. Đây là cái con gì đây? Đây rồi, cái con số 3 này, con này. Cái con máy phun sương nhá. Mình dùng, người ta dùng trên thị trường bây giờ người ta đang bán con này là 250.000. Thì người ta cho thêm có mấy 1 mét dây, 2 mét dây của cái dây này thôi. Với mấy cái bếp phun thôi. Nếu mà mọi người mà muốn mua thì mình sẽ mua hộ nhá. Bếp phun để phun sương trong mùa hè này nhá. Thì cái con này mình mua thế đi nhanh, mình cũng không có thời gian để mình. Đấy, nếu mà anh em nào cần chế cháo, cần mình giúp thì mình sẽ làm cho. Thì bây giờ mình bán con này chỉ có 150k nhá. Hôm qua mình bán 180k. Nhưng mà hôm nay mình sẽ rút xuống còn 150k nhá, con sản phẩm số 3 nhá. Sản phẩm số 3 nhá, là 150k. Đó, mình sẽ test cho mọi người xem. Đấy. Chạy vô đây. Này. Có nó còn một tí nước nó chảy ra đấy, mọi người nhìn thấy nước nó chảy ra không? Đấy, nó đang bơm nhá. Nghe này, nó rất là nhẹ thôi. Đấy. Nghe không tiếng êm ru này. Đấy nhá. Con này mình bán 150k và thị trường bây giờ bán 250k nhá. Đấy mọi người, mình thấy mình rẻ hẳn 100.000. Hẳn 100k bây giờ không phải là dễ đâu. Thôi mình xin phép mình rút ra. Rồi mình quay nhanh cái này clip để cho nó nhanh, cũng là tốn nhiều dung lượng quá. Đấy, ai mua thì chụp hình lại nhá. Có riêng cái con adapter này nó đã 70.000 rồi. Riêng con adapter này nếu mà đi mua có khéo đến 50.000 hoặc 70.000. Cho nên là đấy, mình vừa bán như kiểu vừa cho. Anh em nào quý mình thì đăng ký kênh của mình nhá. Đấy, tiện đây xin anh em cho mình xin một cái like nhá. Mình cảm ơn mọi người. Mình cũng chả biết ăn nói vụng về lắm, chỉ biết thật thà thôi, không biết ăn nói gì lắm đâu, như nên là nó vụng về nói. Cái sản phẩm thứ ba rồi sản phẩm thứ tư, cái con này là con sản phẩm thứ tư này. Đây là một cái con này mà người ta cũng bán trên mạng rất nhiều nhá. Cái con này là cái con motor của cái điều hòa liên quan đến nước với cả hơi nước với cả nóng lạnh cái thứ gì liên quan, là nó có làm, đây là bằng sứ này. Cái cục này bằng sứ cho nên là cái nó rất là bền, mà người ta thấy nói là bền lắm, cho nên là mình cũng nghe thấy thế mà cũng chắc là bền thật, vì cái này hàng của nước ngoài, hàng châu Âu chứ có phải hàng vớ vẩn đâu. Con này mình không biết là con của nước nào, nhưng mà mình nghĩ đây là hàng xịn lắm, bởi vì nó là bằng sứ này chứ không phải bằng sắt thép nha, không phải bằng nhôm. Mà cái con này đây của nó 24W này, 24W nha các bạn nha, điện 220 nha, dùng tụ đây. Đấy thì người ta vẫn mua này về chế quạt hay chế cháo cái thứ nhá. Thì mình chỉ biết mình mua, cũng thêm mình bán, ai mua thì về dùng việc vào việc gì thì mua nha. Con số 4 là 70k thôi nha. Mình bán 70k đây này, trước mình bán là tăng 80k này. Giờ mình chính là bán là 70k nha. Con này người trên thị trường bán cũng 150 đấy. Có nhiều nơi họ bán 150, mình bán cũng có một nửa tiền đấy nha. Bây giờ mình test cho mọi người xem. Hơi xa xa tí. Rồi, nó có cái này nó quay quay để nhìn nhá, mọi người nhìn thấy thấy nhá. Mình nói chung là mình loại mình chỉ cần test để test cho mọi người biết thôi, chứ thực ra không cần test. Bởi vì mình bán, mình tính mình như thật thà. Làm ăn bây giờ phải thật thà thì mới còn làm được, chứ mà nếu mà làm vớ vẩn thì chỉ được một thời gian thôi. Đấy, cho nên là mình test cho mọi người xem nhé. Đấy,
mình nhìn quay chưa? Đấy nhá. Đấy mình quay, mình chỉ test. Đấy đang quay thì lại có bà chị bà gọi đến để tụ tập ăn uống, cho nên là lại mất ngắt thôi, thì mình lại tiếp tục mình diễn tiếp vậy. Thôi đây nha, cái này mình vừa ấy test xong rồi nhá. Đấy. Bây giờ chuyển sang sản phẩm tiếp theo nhá. Cái số 4 này, cái số 5 nhỉ? Cái số 5 là cái nào đây? Cái này là cái 15. Số 5 là cái nào nhỉ? Để mình đi lấy cái số 5 nhá. Đây rồi, cái số 5 nó là cái quạt này. Mình đã đè đi rồi, quạt số 5 này. Cái quạt này tại sao là cái giá này thì chắc chắn mọi người cũng nhìn cũng không cao, bởi vì lần trước mình bán cái hai cái quạt nhỏ hơn thì mình bán 130k rồi. Thế nhưng mà cái quạt này của nó quạt to hơn rất nhiều luôn. Đấy, cái quạt này là phải 25cm, cái quạt trước có 20cm thôi. Thế mà cái quạt mà hàng này hàng của Ý nhá. Hàng của Ý cho nên là mọi người, để mình vặn cái cánh này vào cái nữa, mình chưa vặn chắc. Mình vặn chắc cái cánh này về, mọi người cũng lỏng thì vặn tự vặn nhá. Mình vặn tạm vào đây để mình gá vào đây để mình test thôi, chứ còn sau mình có khả năng là tháo ra, đóng hàng cũng phải tháo ra chẳng hạn. Cái này nó đơn giản mà. Mình cũng chưa phải giữ cái cốt trục của nó ở dưới. Đấy, hơi tạm thời vặn thế thôi. Thì đây là cái này hàng của Italia nhá. Mọi người nhờ. Đây mình cho xem cái tem của nó đây. Tem của nó là hàng Italia, nó cái hàng cái điểm trên cái chỗ chữ mô tô này. Là nó là hàng Italia này. Mọi người mình xem xoay gần cho mọi người xem nhá. Vì cái máy của mình đây nó không được chuẩn lắm đấy, hàng Italia nhá. Mọi người nhìn thấy không? Đấy nhá. Mà mình cũng không thể nói dối được cái này. Hàng Italia là hàng Italia chứ không phải là hàng nọ mà đóng đảm bảo hàng chai được, đúng không? Nên là cái mình test cho mọi người xem nhá. Con này hàng số 5. Con này con thứ 5 150k nhá. Nói chung là hàng phải tốt thì. Đấy. Đấy, chạy rất máu luôn. Chạy cực kỳ máu luôn. Đấy. Chắc là ở trong này cũng thấy gió của nó khủng khiếp đúng không? Đấy thôi, mình test thế này thôi nhá. Mình đấy. Mình test thế này để cho biết là mọi người xem nó thế nào cái thôi, chứ còn hàng của Ý thì là cực ngon rồi. Thôi, mình chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Hàng thứ 5 rồi. Ừ rồi, đây đã. Đây thứ 6 là cái con, cũng là con quạt này. Con quạt này còn mạnh hơn cả cái con quạt vừa xong. Bởi vì nó là mình thấy nó là không phải hàng này hàng của, cũng hàng của nước ngoài, không biết hàng của đây này, cái gì đây này. À cái này Korea này. À, Hàn Quốc này. À cái của Hàn Quốc. Xịn lắm. Đây cái hãng này, hãng mọi người chắc cũng biết cái hãng này rồi đúng không? Đấy cái hãng của nó đây. Đấy. 0,8A nhá. 0,8A mà nhân với 220 thì không biết là nó đầy như là 200W à. Cho nên là lượng gió của nó cũng là khủng khiếp. Mình thấy nó khủng khiếp. Cho nên mình ai thấy mình mua, ai cũng mua cái này mà dùng quạt như kiểu quạt công nghiệp ấy nhá. Nó giống y quạt công nghiệp luôn. Đây test thử cho mọi người nhá. Con này con số 6 nhá. 100 cũng 150k nhá. Cánh của nó các bạn nhìn độ cái độ vát của nó như thế này thì sao mà gió nó chả nhiều đúng không? Cái độ nó lấy gió lớn như thế này cơ mà. Đấy, cho nên là đây có cả cái công tắc cái loại gì đây mình không biết nhá. Mọi người cứ để nguyên này, mình mua này để nguyên này cho mọi người về làm được việc gì thì làm nhá. Hoặc là dùng để quạt thì nó cũng ok rồi. Riêng để quạt cũng đã quá là ngon rồi. Bởi vì chính nó là làm trong công nghiệp cơ mà. Thì nó chả là hàng công nghiệp. Đây, mình test cho mọi người cái. Nói nhiều quá. Thấy hay cứ nói nhiều. Úi giời. Úi. Thấy chưa mọi người, thấy chưa? Đấy. Mình không dám cầm nó lên vì nó đang lỏng cái tay để sợ nó rơi vào đây.
nó bật vào tay mình thì mình lại thấy nó, đây rồi, mình thấy sợ nó lại giật điện của mẹ. Đây, úi, mày không? Đấy nhá, thôi nhá, mình dừng, tạm dừng đấy nhá. Cái này còn chạy tít hơn cái quạt kia đấy. Cái này nếu mà dùng thì còn thích hơn cái quạt kia. Mình thấy mình thì mình thích hơn, nhưng mọi người không biết là ai thích hơn cái gì thì mình chỉ biết nói thế thôi nhá. Nói chi vui. Thôi được rồi, mình thì chuyển sang cái sản phẩm tiếp theo này. Đây rồi, thứ bảy đây rồi, tìm mãi mình tìm ra thứ bảy cuộc khéo đấy. Cái thứ bảy là cái quạt mình đang dùng đây. Mình đang dùng cái quạt này, đâm ra là mình cứ tìm mãi không thấy đâu đây rồi. Cái thứ bảy nha, là cái quạt này nha. Cái quạt này 150k các bạn nha. Mình đây đấy, cái số 7 nha, 150k nha, là chính là cái quạt này nha, mình đang dùng nha. Mình thấy mua nó mình cũng thấy hay hay, mình dùng. Thế là anh em nào muốn dùng thì mình để lại. Cái quạt này của nó cũng có 3 số nha, hay đấy, chạy hay lắm. Bởi vì sao mình thích nó? Bởi vì nó vừa vừa nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái chiều dài của nó cũng là khoảng 30-35 nha. Đấy, nó khoảng 30-35, chiều cao nó khoảng gần 40 nha. Chiều cao khoảng gần 40. Thế mà nó là quạt trinh 2 này này. Nhưng mà cái này thì hay một cái là nó chạy bằng cái motor, thay bằng cái motor của máy điều hòa, của máy tủ lạnh nhá. Của máy tủ lạnh rồi, cho nên là nó chạy rất là êm. Và dồn lượng gió cũng mạnh lắm đây này. Mọi người nghe cái quạt nó kêu rồi. Đấy. Cũng rất là êm nhá. Đấy, mùa hè rồi, mọi người chuẩn bị cho mùa hè là mua quạt và rồi là phun sương. Đấy, mình sẽ đi tìm phục vụ anh em nhé. À, cái thứ 7, cái thứ 8 là cái quạt này. Cái quạt này thì mình, cái quạt này thì nói chung là nó cũng không được hoàn hảo lắm. Nhưng anh em nào mua thì về có thể là mình thấy nó cái bạc này nó hơi bị sát một tí nhá, hơi bị rít, thỉnh thoảng rít rít. Thế là mình bán rẻ hơn tí đi, mới cả cái lồng trước này nó không còn nữa, nên là mình bán rẻ cho mọi người nhé. Có khả năng thôi mình bán con này lấy bao nhiêu nhỉ, 90k vậy nhá, bớt cho tài thành 90k đi, bán cho nó rẻ cho này, con này 90k thôi nhá. Ok này, này 90k nhá. Để khó ghi kìa, 90k đấy, thôi mình nói trong mày đây là cũng có đây rồi đấy, 90k nhá. Con số 8 là 90k rồi. Cái quạt này mình lắp rồi, mình bấm thử cho mọi người xem luôn đấy. Số 1 này, số 2 này, đấy đấy, số 3 này, vẫn đủ 3 số nhá. Đấy, số 1 này nhẹ hơn này, số 3 này, đấy, ok nhá. Mình test thử thế thôi, nhanh cho để vào sản phẩm khác cũng tốn thời gian. Đây con số 8 nhá, này con số 8 là một cái quạt này 90k nhá. Rồi để đây mình tiếp tục mình chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Còn nhiều cái quạt là có cả nhiều cái quạt treo tường lắm. Nhưng mà cái quạt treo tường bây giờ mình lấy thì rẻ lắm, nhưng mà mình không biết là chuyển kiểu gì vì nó cứ cồng cà cồng cành ấy. Đấy, cái quạt đấy nếu mà bây giờ bán cho anh em thì cũng chỉ khoảng 130 đến 150 đổ lại thôi. Từ 130 đến 150 đổ lại nhé, cái quạt treo tường ấy. Nhưng mà mình không muốn đi về đây vì không biết là liệu chuyển đi thế nào. Xem mình có cách nào chuyển mà là được thì ai lấy thì mình sẽ lấy cho nhé. Quạt treo tường còn mới lắm, còn rất ngon, chạy rất ngon luôn. Thật ra là mình gặp được nhiều rồi, mình không muốn mang về đây. Vì nhà mình cũng có nhiều rồi thì mình cũng không muốn mang về nữa. Nhưng mà nếu mà ai lấy thì cứ alo cho mình nha. Thế bây giờ sản phẩm tiếp theo là thứ 9. Sang thứ 9 à. Đấy, để xem mình sang thứ 9 là cái gì nhỉ. Đây rồi, 9 là cái này. Thôi mình bán cái này cho nhanh này. Thứ 9 là cái bộ nguồn của adapter. Nhưng mà cái nguồn này của hãng Dell nọ mình nói đấy. Nhưng mà không ai mua. Mình lấy ra cái công tắc mình dùng rồi. Bây giờ mình lại bán cái bộ phận này bởi vì mình thấy cái này mình dùng này vẫn nhiều đồ đạc, vẫn còn ngon lắm nha. Vì cái này nó chỉ sơ sẩy một cái con IC nào nó trong này là nó chết thôi, thì nó sẽ không lên nguồn, nhưng mà toàn bộ các đồ sống hết nhá.
Thì anh em nào là thợ thì mua về để chế cháo chứ. Mình bảo 30k này. Đấy, cái này chỉ một thứ trong này cũng đủ 30k rồi nhá. Còn những con sò này, những con móc phét móc phiếc cái linh tinh đây này, đấy, mấy cái tụ tiếc này, đấy, tụ to phết. Toàn tụ xịn, hàng xịn nhá. Cho nên là anh em mà mua về chế cháo nhá, mua về để sửa cũng được nhá. Sửa nó lên cũng lên nguồn cũng bán được. Con này nó hàng xịn mà. Đấy nhá, con gần số 9 để 30k nhá. Tiếp tục con số 10. Số 10 là cái cũng là cái con này. Đây. Số 10 là hai cái con nguồn này. Một con nguồn tổ ong này. Con nguồn tổ ong này là bao nhiêu? Là 30A này, cũng là 400W nhá. Đấy 12V 30A. Thế cái con này cũng thế, con này của nó cũng 33A. Thì hai con này mình bán gộp lại là 60k nhá. Hai con lấy 60k. Thôi, mình lấy 50k đi, đã thế thì mình lại bán thật rẻ nữa. Hai con này combo là 50k. Cho nó 50k. Vừa bán vừa cho nó thích. Đấy, hai con này combo 50k nhá, con số 10 nhá. 50k. Đấy, ok. Mình cứ vừa bán cho nó vui. Con số 10 này, con số 11. Đây 11 là cái bọn này. 11 là cái bọn này. Là 60k nhá. 60k trong này gồm có những cái này. Cũng này vừa bán vừa cho. Và không bán được lại tiếp tục lại bán cho nữa. Để mình cứ bán vừa bán lấy vui chứ. Đây. Trong này gồm có con motor này, con motor này rất là to luôn, to hơn cả cái cổ tay của mình. Nhá, to hơn cả cái cổ tay của mình này. Nhưng mà để ngang này thì nó bằng nhá. Cái con này đường kính mình quên biết không đo đi. Thước của mình để đâu nhỉ? Để mình lấy cái thước mình đo. Đây là đây có một cái thước đẹo lên. Với tầm một cái thước đẹo lên. Thước kia thì để đâu rồi. Mình đo cái đường kính của nó xem nào. Cái đường kính của nó khoảng 50 hơn 5 cm nhá. Tầm 50 hơn 5 một tí. Còn chiều dài của cái motor nó là 9 cm nhá. Nếu mà để tính dài cả đến đầu đến đuôi thì nó là 10 cm nhá. Còn đấy tính cái trục này của nó là 6 cm nhá. Trục này 6 cm. À trục này trục 8 nhá. Trục 8. Đấy, cái motor này như thế và tôi bán cho mọi người có 3 có 20k đi. 20k như chủ yếu là cái motor này là mình đã chế cháo rồi này, lắp quạt, cánh quạt là xong rồi. Cái motor này lắp quạt là xong nhá. Cho nên là chạy êm lắm. Mình đã có cái trục đây này. Đây là có cả cái bánh răng này nhá. Ai muốn về chế cháo thì đây nó là cái bánh răng răng của dây cô loa nhá. Đấy, đây là có tốc độ chạy đây, kể cả 12V, 24V chạy được nhá. Đây về mình nếu mà ai muốn chế thêm cái thì về chế thêm bàn vào đây là để thêm cái bàn cao cao tí là mới quạt nhá. Có 30k thôi. À 50k, 50k nhá. 50k được cái quạt chân gì nữa. Thôi, thế thì mình thì tính con này vừa bán vừa cho ăn cho nó thích. Vừa bán vừa cho hết. À cần gì. Con này thôi, bây giờ như thế này. Mình bán lên 50k thôi. Tất cả chỗ này mình bán 50k, bỏ con này đi. Coi như là mình bán 50k nhá. Đấy. Toàn bộ chỗ này 50k thôi nhá, bán vừa cho này. Cái chủ yếu là bán cái con này thế nhưng mà cho cả cái đống này luôn. Đống này gồm có những cái đồ này để về lấy cái cháo hay đồ lấy linh kiện gì lấy nhá. Cả cái này nữa này, cái này là cái đồng hồ đo công tơ mét này mình không biết dùng đâu nhưng mình thấy có mình. Thực ra cái này như kiểu mình xưa mình xin được cái sao, giờ mình lại cho mọi người. Con này con công tơ mét nhá. Còn cái này cái tay ga của xe đạp điện này. Nó cứ lấm láp ở đây thì mình cũng cho luôn. Đấy, tất cả đây mình bán vừa ăn vừa cho 50k. Đã thế thì mình bán đến 50k thôi. Vừa cho. Đấy nhá, không tung beng cả trong này nhá, cả cái gì đấy nhỉ? Cái bán keo, thùng bán keo. Đấy, 50k nhá. Số 11 50k. Chữa lại nó 50k đi. Thôi bỏ đi. 100k bây giờ còn lại 50k. Vừa bán vừa cho đi. Để lấy cái giấy khác. Để mình đấy nhờ mình ghi lại cho nhau. Số 11 50k nhá. Đấy, một đống trong này này. Mình sẽ vừa giới thiệu cho bà xong rồi nhá.
Đấy, thế bây giờ mình motor này vừa cho này. Đấy, mình test lại cho con này cho mọi người biết, cũng lúc này bảo là máy nó có chạy không và để bấm ở đây. Đây rồi, thì mình test luôn cho mọi người xem. Đây, để tạm cái này lên đây để cho mọi người nhìn thấy rõ hơn nhá. Đó, nhìn rõ. Đây. Mình lấy một cái nguồn điện, cái ắc quy của mình đâu nhỉ? Ở đây rồi, có ắc quy đây rồi. Ắc quy đây rồi. Cho ắc quy cho nó chạy cho nó tiện hơn. Đây nhá, mình đấu vào cho ắc quy cho mọi người xem nhá. Đấy, cẩn thận luôn, đấu ngược đầu đây, âm dương. Âm dương đấu dương âm thì để mà mẹ. Đây. Đâu rồi, chạy nào. Xem phải không lại nhầm mà mẹ. Lâu không sở ra xem. Không có ảnh hưởng gì không? Vứt lung tung cả này. Đây rồi. Chạy đây rồi. Mọi người nhìn kỹ nhá. Con này chạy quạt êm lắm. Đây cho mình cho cái này để cho mọi người nhìn cho thấy này. Lâu lắm ấy không bỏ ra chạy, cái để vứt trong này. Còn nhiều cái con như này lắm, nhưng mà mình hãng bán thử cho đi một con đi. Mình còn nhiều thứ lắm. Đây mình cho chạy nhá. Úi giời, chạy mạnh thế. Chạy mạnh quá. Đây nhá. Này. Đấy. Chạy đây đây theo chiều kim đồng hồ nhá. Đây là theo chiều kim đồng hồ này. Đấy, còn nếu mà đấu cái dây này vào nhá. Đấu cái dâu này vào là chạy ngược kim đồng hồ nhá. Đây mình để qua đầu này, đấu vào đây. Bỏ một cái dây này ra. Bỏ cái dây này ra. Dây đen này dây âm nhá. Dây này đang đấu là chạy theo chiều kim đồng hồ này, còn dây này mà đấu vào bên này, bỏ cái dây này ra thì chạy ngược kim đồng hồ, thì ai muốn chế cháo của thì chế cháo nhá. Thế đây mình chuyển sang sản phẩm tiếp theo, không lúc là mất nhiều thời gian quá. Đây đến con số 12 nhá. Con số 12 là con motor sạc vu này. Con này của nó to bằng cái bắp chân ấy, quên mất mình không đo. Đây rồi, lấy cái thước đo cho mọi người biết. Cái chiều ngang của nó, chiều cao của nó là đi 8 cm nhá. Đấy, chiều cao là 8 cm, chiều này cũng 8 nhá. Đấy, một chiều 2 chiều 8 nhá. Đấy, 2 chiều cũng 8 cm này. Còn cái chiều dài của motor này là đi gần 20 cm nhá. Chiều dài của nó là 19 cm rưỡi. Cốt trục 11 nhá. Cốt trục là 2,5 cm. Đấy, cốt trục là 2,4 2,5 cm nhá. Đấy. Nhìn nó hơi khó. Đây. 2. À không phải, bên này. Bên này là cm, bên kia là cái gì ạ? Bên nào là cm? Một chiều là cm, một chiều là cái inch à? Nói chung là 2,2 thôi. 2,2 cm nhá. Cái còn cái motor này là motor sạc vô. Mình cũng thấy tem của nó đây nhưng mà cũng khó nhìn. Đấy, tem của nó đây nhưng khó nhìn lắm. Nên là mọi người để mình soi lại cho mọi người xem nhá. Nó bảo nó ánh quá. Ánh quá không nhìn được. Tối ánh điện, ánh điện khó nhìn lắm. Mọi người chụp đây rồi. Mọi người nhìn chụp hình nhá. Mình không đọc được cái này lắm. Nó là hình như là không nhầm thế là 100V phải đây này. À 100W à. 100W nhá. 100W sao ạ? Cái này Marien Toshiba. 3000 vòng phút. Đấy. Anh em nào cần thì alo cho mình nhá. Đấy. Con này chạy thì 3000 một phút là chạy cũng tốc độ cao phết rồi đấy.
Nên là con này thì mình không không có không có cái ấy ở đây test cho ra thì mình dùng nó rồi chứ. Mình test nó rồi mình ghi vào đây này. Tốc độ của nó này. Đấy, mình đã ghi vào đây là mình test thử mình ghi vào đây. Tốc độ 10 12V là 500 vòng phút này. Tốc độ của 50V thì là 2000 vòng phút nha. Đấy mình đã ghi vào đây rồi. Cái motor này cái gì đây? Đấy, tải cái thứ mình ghi đây rồi. Thế nhưng mà con này chạy bình thường nhá, không phải là mình không ai cần test thì mình test lại không gì thôi nhá. Đấy, motor servo. Con này là đáng nhẽ mình bán là 250k. Nhưng mà bây giờ mình chỉ bán 200k thôi nhá. Vừa ăn vừa cho đây, 200k thôi. Đấy. Bạn nào mua thì alo cho mình, xin chuyển theo sản phẩm tiếp theo nhá. Con số 12 rồi. Con số 13 là con nào? 13. 13 để nhìn xem nào, 13 là con nào nhỉ? Đây 13 thì mình bán cái con biến áp loại bi sóng này nhá. Con này 10 con này là có 800E nhá. Con 800E này nó to. Thế nên là con này nó nặng lắm, nặng khoảng hơn 4 kg cơ. Nhá. Con này mà là mọi nơi mọi người họ bán 150k, mình bán 150k vì con này cũng hiếm khi đi tìm được nó lắm. Đấy thôi, nhưng mà hôm nay cũng chỉ vì là anh mình đã nói bán rẻ thì thôi mình bớt đi. Con này mình muốn mình dùng nó nên anh lấy ai lấy không lấy thì mình dùng, mình đang cần để làm việc khác, nhưng mà thôi ai lấy thì mình bán cho anh em là bán 140k nhé. Thì đây gọi là mình vừa dùng mình vừa bán, cho nên cái con này thì mình cũng không bán cũng được, cho nên là thôi hôm nay đã nói bán bớt thì bớt cho mọi người là 140k nhé. Vì cái con mà 600E hay 700E thì nó nhỏ hơn thì có thể bán 130k cũng được. Nhưng mà con này là con hàng 800E nó to. Thì là mình bán 140k nhé. Ai mua thì alo nhé. Đây, con này không phải test tiếp cả. Con này thì về mọi người dùng thưởng chế cháo thôi. Mình hôm nào mình dùng mình chế cháo con này để thầm mình làm máy hàn nhé. Máy hàn cháo pin cũng được mà máy hàn điện luôn cũng được. Nhưng mình thấy trên mạng họ làm máy hàn điện tuyệt vời luôn. Cho nên mình sẽ mua thêm 2-3 con nữa để mình chế một cái máy hàn điện nhé. Máy hàn điện thì người ở ngoài xã hội bây giờ mua toàn tiền triệu thôi. Thế bây giờ mình mua con này có 3 con này thì rơi vào có khoảng 300-400k. À chưa đến 400k, gọi là 400k đi. 400k được một máy hàn điện thì tuyệt vời đúng không? Chế đơn giản. Đấy thì mình hôm nào mình sẽ mua mình chế cho mọi người xem nhá. Mình sẽ chế cái con máy hàn điện cho mọi người xem. Rồi mình đã chuyển sang sản phẩm tiếp theo, con thứ 13 nhé. Con thứ 14 là con motor này. Đây con thứ 14 mình nói con motor này thì mình phải nói luôn. Con này là con motor hàng điện nào. Con này là điện. Con này là con motor này là DC nhé. Còn điện nó bao nhiêu thì mình không biết nó là điện bao nhiêu. Nó 0.8A mà 0.8 nhân với điện bao nhiêu. À đây mình sẽ chia thì nó sẽ ra nhé. Bây giờ 125W đây này. 125W mà vòng tua của cái đầu này là 250 vòng phút nhé. Đấy nó có 250 vòng phút đây này. Cho nên là con này thì mình mua với cái giá này nó cũng hữu nghị, cho nên mình bán nó cũng hữu nghị đây. Con này là mình bán ra có 350k. Đây mình tại sao mình nói là mình bán rẻ là vì mình so với cái con của mình mua hôm trước, mua của một cái bạn ở Thanh Hóa. Hôm trước mình chưa mua được con này thì mình chế cháo thì mình mua của họ thì mình thấy họ bán 650k. Đây mình để nói mình phải nói có sách mách có chứng, mình ra mình mang cho mọi người xem luôn cái con mình mua của người ta. Đây con của người ta đây. Con của người ta là đây mình mua máy người ta đây, chữ của người ta không phải chữ mình nhá. Chữ của người viết. Đấy chữ của người khác, đây chữ của mình không phải chữ này nhá. Đấy. Nó mình mua là 650k đây này. Mà củ của người ta vẫn bằng củ mình thôi. Đấy chưa? Số của người ta là số 13 mà bán 650k nhá. Đấy. Không phải tên ở đây bút không phải chữ của mình nhá. Mình viết chữ của mình khác cho nên mọi người sẽ biết rằng là đây là không phải để mình phải nói dối nó đi được nhá. Đấy, đây mình để bên cạnh đây.
hai cái có bằng nhau không? Hai con này phải bằng nhau đúng không? To bằng nhau mà người ta bán cho mình 650k mà mình bán cho khách của mình có 350k. Tất nhiên là câu này về điện thiết nó khác nhau, nhưng mà cái độ to thì nó ngang nhau như này thì chứng tỏ là cái công suất của nó mọi cái thì nó cũng gọi là tương đối rồi. Thì mình không so kè to bé nhưng mà nó phải là tương đối, phải không? Vậy là mình bán, tại sao mình bảo mình bán nó có rẻ hơn đi, cũng có rẻ hơn một nửa. Đấy, thế nên là mọi người đừng nghĩ là mình bán đắt nha. Con này cũng là hàng DC nha. Đây mình có 12V, mình chỉ cắm tạm cho 10 xem này để cho nó chạy thôi, chứ nó là chạy, nó phải đến, con này chắc phải đến mấy chục vôn. Mình chưa nói, mình chưa biết nó là bao nhiêu vôn. Mình định đấu ở đây 24V để cho nó chạy thôi. Nhưng mà đưa mọi người đấu cho nó chạy cho biết là nó sống nhá, không phải là chết nhá. Cho nên là để còn nó là bao nhiêu vôn thì cho tí mọi người tự chia nhá. Đây. Đấy, chạy đây. Mọi người chỉ chạy chưa? 12V chạy chậm này. 24V thì chạy nhanh hơn. Nếu mọi người lấy cái này về lấy 12V mà quế chế cháo quay vịt quay bò quay trâu gì đấy thì cũng được, vì cái nó khỏe lắm. Nên con này về dùng các thứ được nhá. Cốt cái này là quên mất cái cốt của nó là cốt bao nhiêu nhỉ? Để mình tí mình đo lại. Quên không mang cái thiêu to cốt lên đây. Đấy như hàng vẫn chạy êm ngon ngon này nhá. Con số 14 350k nhá. Hàng DC. Đó, mọi người chụp hình lại. Con cốt này mình đo lại bằng tạm bằng cái này xem nào. Bởi vì là không nhầm nó là cốt 12 thì phải. Rồi đúng cốt 12 rồi. Cốt 12, cốt 14 ấy. Đây là cốt 14 hay sao ấy. Cốt 12 hoặc cốt 14 ấy, mình không mắt mình không nhìn thấy, mình cái thước kẹp thì mình quên, mình không mang đây. Nếu mà ai cần đo thì mình đo lại nhá. Thôi, mình chuyển sang sản phẩm tiếp theo đây, không nhìn mất nhiều thời gian. Ok, để đây vậy. Sản phẩm tiếp theo là con 15. 15 là mấy cái con máy thập cẩm đây. Ba cái con này. Con này vẫn đang chạy nhá. Ba con này mình bán cái con này điện 220 này. Nhưng mà chung là ai muốn sửa thì về phải sửa nhá, vì vẫn chạy được nhưng mà nó cũng không hoàn hảo lắm đâu. Còn hai con này cũng vẫn chạy được, điện 110. Nhưng mà mình mua về để mình chế cháo mình làm việc khác, nhưng mà bây giờ mình không dùng nữa, mình lại thanh lý, mình lại bán lại, mình lỗ đi. Mình mua là 250 ba con. Bây giờ mình bán 203 con. Đấy, tức là bán lỗ đi. Một con ba con là ba con mình mua là ba con điện 110 nhá, còn đây có con 220 nhá. Đây mình cắm cho mọi người biết, con này vẫn chạy này. Đấy nhá. Mình mọi người cứ ghi là con ba con số 15 là 200k nhá. Đấy, có 60.000 một ca đấy, một con này, và hơn 60.000 một con nhá. Cho nên là không biết là đắt hay rẻ, nhưng mà mình thấy có 60.000 thì chắc là đấy, về lấy đồ đạc. Lấy cái bộ đồ đạc trong này của nó là cũng được rồi. Cái này thì nếu mà ai cần thì mình lấy có một cái đầu mang danh này nhá, vẫn còn đầu mang danh nhá. Xong mình vứt trước kia mình chưa xoáy nó vào đây, nếu cần thì mình xoáy, ai mua thì mình xoáy vào nhá. Đây mình cắm thử cho mọi người xem, nó vẫn điện, nó vẫn chạy được chứ không phải không chạy đâu nhá, vẫn chạy đấy. Có cái nó không được ngon như cái máy kia thôi. Đây, mình chạy thử này. Đấy. Chạy một người chạy này. Đấy. Đấy. Nó bị dơ bi, kêu bi. Đấy, ai về sửa sang thì sửa, mà ai thì về lấy đồ thì lấy đồ nhá. Ba con này có 200k và tính 60.000 một con nhá, 65.000 một con. Đấy. Thanh lý nhá. Ok, mình chuyển sang cái sản tiếp theo. Con số 15 này, con số 16. Để xem một số nó là con nào nào. 16 là con này. Đây, quên mất con này thì mình vẫn cứ quên là mình không có
mình chưa đi, đi. Đây cái con đồng hồ vạn năng này của của Nga nhá, của Nga ngủ ngày xưa đây, nó vẫn dùng được nhá. Mình cho pin đây, bây giờ nó thiếu pin này. Thực ra cái này là nó hơi bị han, và mọi người về xịt cái EV7 vào đây, cái RV7 vào đây thì là tẩy rửa đi hoặc chỉnh sửa nó cho nó sạch sẽ và dùng nhá. Mình thiếu một cái lắp này thôi, về chế cái lắp được. Thế còn cái này nó vẫn hoạt động nhá, mình thử rồi. Đây là cái âm dương này, đồng hồ nó vẫn lên kim bình thường này. Đấy, nhá, không kẹt cũng cái đâu nhá, kim nó vẫn nhảy này. Đấy, mọi người thấy kim vẫn nhảy này, đấy. Cho nên là cái này nút này vẫn sử dụng nhá. Đây là tinh chỉnh nhá. Cái này ba cái này mình thấy cũng vẫn có tác dụng nhá. Đấy. Vẫn tác dụng nhá. Nhưng mà mình không dùng thì mình thanh lý nó đi. Đấy, mình có đồng hồ rồi thì mình thanh lý đi thôi. Đấy, cái này có nút này cũng chắc có tác dụng, vì mình không biết sử dụng những cái tinh chỉnh đâu nhá. Vì cái này là anh em là chuyên ngành thì họ dùng nó mới cần đến đồng hồ này. Vì cái đồng hồ này nó là tinh chỉnh, bởi vì nó là rất rất nhỏ luôn. Ôm miếc gì đấy, rồi là cái miliampere này, volt này, milivolt thì thứ này. Là cái này là dùng cái người làm, người ta chuyên sâu người ta mới dùng cái đồng hồ này nhá. Còn mình dùng bình thường thì vẫn dùng bình thường được, bởi vì nó có cái thang đo, vẫn có cả thang đo đây. Nhưng mà mình không có cần đến việc này thì mình bán nó đi thôi. Trước mình đề là 100k nhưng mình ra bán 70k nhá. Thôi xin 60k đi, mình lại tính vào cho nó bớt đi, chả biết được nó đắt hay rẻ. Cứ bán bừa đi, gặp nào bán thế, đây 60k nhá. Gặp nào bán thế, có khéo hôm nào bạn nào xin thì cho đấy. Tính mình dễ dãi mà. Có khéo bạn nào xin mà kết bạn với mình đi, mình sẽ có thể mình gặp nhiều thứ, mình có thể mình cho anh em một số cái được nhá. Mình tính mình cũng dễ dãi thôi, không vấn đề gì đâu. Đấy, ok đi, cái này là tính 60k nhá. Con số 16 này, 60k. Đồ vạn năng. Đấy, xin trở chuyển theo cái sản phẩm tiếp nhá. Ôi trời, đây rồi. Cái số 16 rồi đến số 17. 17 là cái gì? 17 là con nào nhỉ? Đấy, để mình đến lấy con 17 đã. Đây, 17 con này. 17 cái con phun xương này. Nhưng mà tại sao mình nói là cái con phun xương này mình là cái con phun xương này là mình độ nó rồi nhá. Chính vì mình độ nó rồi thì mình bán 200k, bởi vì cái con motor này nó thành một cái motor rất là khỏe nhá. Vì dây đồng trong này mình quấn là nó to gấp 3 gấp 4 lần cái dây đồng mà của cái máy phun xương bình thường nhá. Cái máy phun xương bình thường khác là mình quấn lại. Cho nên là nó tốc độ nó rất là mạnh luôn nhá, nhanh lắm. Mình không đo lại nhưng mà mình dây nó to gấp mấy lần ý, thì nên nó sẽ tốc độ cao hơn. Cho nên ai cần thì mình sẽ test lại cho mọi người nhá. Ai mua thì mình sẽ test cho. Đây là mình test rồi đây này. Mình test được, mình ghi ở đây này. Nó là 24V, là nó 3.500 vòng phút nha. Nó chạy tốc độ cao hơn rất nhiều luôn. Cái con bình thường kia nó chạy tốc độ thấp lắm. Nhưng mà 12V thì nó chạy ở 1.700 vòng phút nha. Đây là không tải này. Đấy, mình sẽ test, mình ghi vào đây này. Đấy. Con này là nó chạy, nếu mà để phun xương thì, nếu mà cái con bình thường kia nó phun khoảng 5 bếp. Ví dụ nhá, 5 bếp phun xương thì con này phải 10 bếp, hoặc 15 bếp. Vì con này nó mạnh, nó phun khỏe hơn rất nhiều. Đấy, cho nên là con này mình bán là 200k nhá. Khả năng mình sẽ cho con adapter luôn. Mình cũng để không ấy. Đây mình đấu thử 12V cho mọi người xem nhá. Con này thì đấu vợ đấu cái nào cũng chạy được. Một cái nào chạy nó cũng âm dương, nó cũng không quan trọng lắm. Cái đấu bên nào cũng được. Đây. Sẽ mình sẽ cho nó chạy cho mọi người sẽ nhìn thấy nghe tiếng nhá. Đây là mình chưa vặn ốc vào đâu nhá. Mình mới đang gá thôi nhá. Ốc vẫn nỏng tay này, nhìn này. Ốc vẫn nỏng đây, mình chưa thèm vặn đâu, bởi vì là mình mới gá nó vào thôi. Ốc vẫn nỏng đây, vẫn dơ này. Đấy, thì mình chưa vặn vào nhá. Bởi vì khi đây mình ai mua thì mình sẽ vặn lại. Mình chỉ biết là cho nó chạy cho mọi người biết chứ vẫn sống bình thường nhá. Đấy. Đấy, nó vẫn sống bình thường nhá. Mà khỏe lắm. Nên là ai mua thì mình sẽ chỉnh chiếc lại cho nó ngon. Vì đây là mình đang chế cháo này, mình cứ để im này. Đấy, mình chảy, mình test phun xương, phun nước cho mọi người xem luôn.
Thế nhá, con 10 10 mấy nhỉ? 10 17 nhá. Ok, mình chuyển sang con nữa. À, tiếp theo không mất hết thời gian rồi. Tiếp tục con 18 là con này, cái đèn này. Đây cái đèn này nhá. Mình có cái đèn này mình trước đây của nhà mình không không dùng đến nữa thì mình thanh lý đi nhá. Đấy, con đèn này mà số 18. Con này nó có các loại màu này, màu xanh, tím, đỏ, xanh đỏ tím vàng này, 80k nhá. Con này mua trước mấy trăm nghìn ấy, nhưng mà mấy trăm k đây, nhưng mà bây giờ mình thanh lý 18k, 18 là 80k nhá. Chả biết bao tiền nhưng mình cứ bán bừa. Gặp nào bán thế. Đây mình cắm điện vào cho mọi người xem nhá. Đây. Đèn xanh đỏ tím vàng của nó đây. Đấy, có các màu nhá, bấm vào cái nút ở trên này thì nó cái nút ở trên này thì nó có chế nhiều chế độ nhá. Ở đây mình cũng đâu mình không dùng mình không để ý được bấm được nó như thế nào đây. Thế nào nhỉ? Đây, các bạn xem đèn này. Nhìn này, ánh sáng này. Rồi. Nhìn người bấm. Mất định đấy, đèn đã sáng đấy. Các bạn nhìn cái bên sóng bên kia sáng, bên đèn đỏ chưa? Đấy nó nhá, nó sáng đấy. Đấy nó đây này. Rồi các màu đổi cái màu xem nhá. Đấy, đấy. Lâu lắm thì mình không dùng nữa là chắc chắn đấy chuyển sang màu tím này. Đấy. Thế nên là mình bây giờ thì thấy mình phải thôi thanh lý bán cho mọi người dùng đi. Thế mọi người về dùng nhá. Đấy các loại ánh sáng đây. Thế thì về nhà bấm nhá. Mình cũng không biết được, lâu lắm không dùng nên không bấm được nó như nào đâu. Đèn 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 nó lên đây này. Đấy nó báo đây. Các loại bấm nút đây là bấm của chỉnh các chế độ nhá. Mình không lâu mình không để ý rồi mà về, về tự mò nhá. Thôi mình chuyển sang cái sản phẩm tiếp theo nhá. Đấy đèn đỏ đèn tiếp đây, các màu đây nhiều lắm. À cái con này là 18 rồi, 19 là con nào? 19 là con này. Thôi 19 là con này nhá. Còn con này 37 phút rồi. 19 là con này mình à, bây giờ mình thanh lý con này nhá. Trước mình mua là 2 là 350k này. Bây giờ mình bán là 250k nhá. Tại sao mình bán con này là vẫn giá này? Vì con này là con hàng xịn nhá, không phải hàng bình thường nó bán đâu nhá. Cho nên là con này của nó ăn là 350W cơ nhá. Tốc độ của nó thì là cực khủng khiếp. Con này con số 19 là 250k nhá. Con này gọi là con tuabin nhá. Tuabin của cái gì đấy mình không biết là tuabin của cái gì, nhưng mà mình về mình test nó thật là khủng khiếp luôn. Nó là 28A và nhân với 12V cho nên nó bằng 350W, tốc độ của nó 35.000 vòng phút nhá. Tốc độ của nó 35.000 vòng phút. Cho nên là khi mà bây giờ ai lấy cái này về mà chế máy bay thì tuyệt vời nhá. Khi mà mua thêm được 1 2 2 3 cái 3 3 cái nữa như này mà để vào 4 cánh máy bay ấy thì chắc chắn nó phải cõng một cái lượng cân phải cực kỳ được nhiều. Vì cái này của nó ví dụ như là 4 cái đi. 4 cái này mà nhân với 350W thì 43 12 là 1200W. 43 12 35 15 1500W. Nếu như có 4 cái motor này thì nó sẽ tiêu thụ hết khoảng độ 1500W. Thì chắc chắn 1500W này nó phải cõng được một cái lượng, nó phải cõng được một cái lượng rất là lớn nhá. Đấy, cho nên mình chỉ hình dung được thế thôi, nhưng mọi người về chế cháo thì sẽ biết nó được là bao nhiêu, thì mình không làm thì mình không nói. Nhưng mình hình dung được là chế ra cái máy bay thì rất tốt nhá. Đấy, cho nên là tại sao mình nói thế là vì mình tốc độ của nó còn rất là lớn. Cái motor nó như này thôi này, nhưng mà nó nhẹ, nó bé như này thì nó nhẹ, nó ảnh hưởng, nó làm cho cái motor nó sẽ, mình khi mình chế thì mình sẽ phải tính nhá, mình lấy motor không nhá, mình bỏ cái vỏ này đi nhá,
bỏ cái vỏ nhôm ấy đi, cắt cái vỏ nhôm ấy đi, lấy mỗi motor thôi. Thì motor nó bé như cái kia thì nó nhẹ. Nó nhẹ thì nó sẽ làm cái máy bay được. Chứ còn nếu mà cái motor to đùng tốc độ mới cao được thì còn nặng được, còn nặng như rồi thì còn chế được gì nữa. Thì cái chính vì cái motor này nó bé thì mới đang có cái ý định là chế máy bay kìa, là thì hợp lý nha. Hoặc người nào chế cái gì khác thì cũng được vì tốc độ nó rất cao nhá. Đây bây giờ mình cắm điện cho mình cho mọi người xem luôn nhỉ. Con này là mình cũng để chế cháo nhưng mà thực ra là mình đam mê nhiều quá cũng không được. Cho nên mình phải giảm bớt đi. Con này phải chạy bằng cái ESC này nhá. ESC gọi ESC, ESC mình cũng hay không hiểu tiếng Anh lắm. ngọng nghĩ mà ngó. Bây giờ mình bắt đầu mình chế. Đấy. Mọi người xem nghe độ tiếng rít của nó nhá. Tiếng rít của nó lên cao nhá này, bắt đầu mới chớm nhá. Đấy. Là rít khủng khiếp luôn. Đấy, vẫn mới có 1/3 mà hay một nửa đấy nhá. Còn chạy được nữa. Đấy. Đấy, lên này. Đấy. Đấy, tốc độ 35.000 vòng phút. Mình đo rồi, mình có máy đo, mình đo rồi. Đấy, giảm đi nhá. Đấy. Chạy lần nữa này. Đấy, mình test thế thôi nha. Bây giờ mình xin chuyển sang sản phẩm theo. Con 19 là 250k. Đấy, về mình chỉ nói thế thôi. Mọi người cần muốn tìm hiểu thì nói thêm nha. Đây, mình lần này mất thời gian quá. Mình định dừng máy nhưng không dừng được. Tiếp tục là con 20. Hôm nay test 20 sản phẩm thôi nhá, còn rất nhiều sản phẩm khác mình sẽ hẹn vào clip sau đi, vì hôm nay thời gian này cũng muộn quá rồi. Bây giờ mình con cuối cùng của cái sản phẩm hôm nay là con này, là cái nồi nẩu này nhá. Con 20 mình không gọi đề con 19, hôm nay chuyển sang là con 20 vì mình đang nhầm nhọt sang trồng trọt một con đập lẫy này. Con này con số 13, bây giờ thành con số 20 nhá. 20 này. Đấy, con này con 20 nhá. Là 250k, là trước là 360k, là con của clip trước. Mình không bán cao nữa, bây giờ mình mình ở đây đó, mình bỏ đi nhá. 360k bây giờ còn 250k nhá. Thì vì sao? Vì là cái nồi này là mình sẽ nói cho mọi người biết là đây nó là một cái nồi nẩu. Khi ai dùng nồi lẩu thì vẫn là bởi vì nó có cái tăng giảm của chiết áp đây này. Đấy, cho nên là khi nấu nướng rồi rán đấy, hay là làm chảo nhá, rán rất tốt nhá. Đấy, rồi là hôm nọ mình cũng đi ăn với gia đình, mình cũng dùng cái nồi như thế này là để ăn lẩu, mới để nấu gọi là gì nhỉ, nướng à, các loại thịt bò thì biết gì đấy. Thế là làm được tất cả các đa dạng nhá. Cái này là nó gọi là đa năng nhá, nồi đa năng nhá. Đây, hàng inox của nó vẫn mới sáng choang này, thấy chưa? Hàng rất mới, cái này hàng của Nhật đấy nhá. Cái này là hàng của Nhật đấy. Đây, Osaka này. Đấy, Osaka nhá. Đây này. Nhìn chỗ này nhìn rõ hơn. Đây bên này nhìn. Đây. Osaka này. Đấy. Đấy nhá, Osaka nhá, hàng của Nhật nhá, cái ta qua này. Và hàng này của nó là hoa văn này. Nó là hàng hoa văn như thế này cơ mà.
kỳ công như này mà, có phải là hàng không phải hàng hàng bình thường đâu nhá, hàng xịn đấy, là hàng hàng chuẩn đấy nhá. Thế mình là sao này, mình nói về trên thị trường họ bán được hắn từ 850 đến 1 triệu nhá, à hơn 1 triệu cũng có nhá, có nhiều nơi bán cái giá khác nhau. Thế nhưng mà hàng bình thường cứ theo giá tiền mà họ họ bán theo nồi nồi chuẩn hay nồi xịn hay là nồi bình thường đấy thì họ sẽ bán cái giá đấy. Thì cái những cái nồi như thế này, cái nhôm của nó đây hàng chuẩn lắm, mình nấu thử rồi. Thì đây Osaka này, má của nó đây này. Má của nó đem Osaka đây nhá. Đấy, má ở đây mình còn không biết đây. Đấy, hàng này là ma thế in cái gì ra ban đây nhá. Đấy, đây để bây giờ mình mới thấy rồi, chứ mình có để ý đâu. Đấy, cho nên là hàng này hàng Nhật cho nên mình bán có 250k thôi, bây giờ mình bán giảm giá xuống đấy. Giảm giá xuống hàng 100.000 nhá. Đấy, số 20 hôm nay là cái số cuối cùng của clip này. Đây thì mình cắm điện cho mọi người biết là hàng nó vẫn đang dùng bình thường nhá. Không lúc đấy bảo là không thấy gì. Đây, mình sẽ cắm điện rồi mình dùng cho mọi người xem luôn. Đây, cắm điện này. Đấy, đèn đỏ lên đấy nhá. Đây cho mọi người xem này. Đấy, đèn báo này. Đây, vặn lên này. Đấy. Nhưng mà nói nóng bỏng ngay bây giờ, rất nhanh. Đấy thì mình test thử đây cho mọi người là hàng vẫn đang dùng bình thường nhá, chứ không lại một người nào muốn người nào muốn test mà đun sôi thì mình sẽ test lại cho mọi người xem nhá. Mà cũng chả cần đâu. Ai cần thì mình test, ai cần thì mình làm cho, không bảo là điều toa được cái này. Đấy, thôi thì mình xin phép là sẽ dừng cái clip này ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người xem cái clip này của mình. Nhớ cho mình xin một cái like và chia sẻ cho mình để mình có thêm động lực làm cái clip tiếp theo, cũng như hàng chế cháo tất cả cái gì cho anh em xem. Mình sẽ khi nào mà mình chế được cái một sản phẩm tiếp theo nữa là mình chế một cái máy phát điện tuần hoàn. Mình đang có chinh phục một cái máy này rất là lớn, công suất lớn quá, cho nên là mình đang tìm những cái linh kiện để nó phù hợp với cái mặt hàng của mình, cho nên là nó hơi khó nên mình tìm ra hơi lâu. Nhưng mà tới này mình sẽ đưa ra một cái clip để cho mọi người xem nhá. Đấy, ai chưa đăng ký kênh thì nên đăng ký kênh. Nhớ là mọi người nhấn vào cái quả chuông ấy để cho khi mình lên clip tiếp theo thì nó báo cho mọi người biết luôn là mình có sản phẩm mới báo lên nhá. Đưa lên nhá. Thôi mình cảm ơn mọi người xem clip này của mình. Xin hẹn các bạn các clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye.